ngồi thẳng lưng, vươn dài đỉnh đầu lên, rút rốn về thắt lưng, trả thắt lưng ra sau, cột sống ở trung tính, mắt khép, hướng ý thức vào hơi thở, hít sâu vào thả lỏng bụng, thở sầm từ từ thắt bụng lại, thở sầm, hít sâu vào, thở chậm rầm, cảm nhận hai luồng không khí khi ra khi vào giữa hai cánh mũi, hít sâu vào, thở rầm, thả lỏng khuôn mặt, môi hơi mỉm cười, hít sâu, thở chậm rầm, hít sâu, thở chậm, hít sâu, thả lỏng bụng, thở rầm, từ từ thớt bụng lại, thở chậm rầm. Tập cho hơi thở ra dài hơn hơi hít vào, hít sâu, thở chậm, hôm nay mình sẽ tập bài thở thớt phình nhanh. Khi hít vào thả lỏng bụng tự nhiên, khi thở ra mình cố gắng thớt bụng thở mạnh ra, chú trọng vào hơi thở ra hơn là hơi hít vào. Bài tập giúp thanh lọc phổi, làm sạch đường hô hấp. Mình đặt tay phải lên bụng, ngồi thẳng lưng lên, vươn dài đỉnh đầu lên. Khi mình thở ra cố gắng lấy tay ép vô chỗ rốn, ép vào, xiết cơ bụng lại và tống hết khí ra ngoài. Bắt đầu hít sâu vào, thở, 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 hết hơi rầm. Đặt tay phải lên gối, nghe cơ thể ấm dần lên, mắt vẫn khép, hít sâu và thở chậm ba hơi. Khi tập bài thở thớt phình nhanh, khi thở ra rút rốn và thở mạnh ra, rút rốn thu bụng lại, thở mạnh ra và giữ lưng thẳng, không gồng vai, không gồng cổ. Mình phải cảm nhận được thở bằng cơ hoành, thở mạnh lên, tống hết khí ra ngoài, thở dứt khoát, không gồng người, không gồng cơ mặt. Hít sâu vào, thở chậm rầm. Tập lần hai, ngồi nhớ thẳng lưng lên, thả lỏng cổ, thả lỏng vai xuống. Thường á, mình thở dùng cơ bụng không được là hay bị gồng vai lên, dùng lực ở vai, cho nên kiểm soát lại bằng cơ bụng. Đặt tay phải lên bụng để kiểm soát nào. Hít sâu vào, bắt đầu
thở 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 hết hơi sầm. Đặt tay phải lên gối, hít thở sâu ba hơi thở. Tập lần nữa nè. Lần này mình sẽ không đặt tay lên bụng mà mình kiểm soát bằng ý của mình, bằng tâm trí hướng vào chỗ rốn và cảm nhận bụng thắt vô liên tục ha, theo hơi thở. Hít vào thì tự nhiên, thở ra thì cố gắng. Thả lỏng vai, thả lỏng khuôn mặt nào. Hít sâu vào, bắt đầu thở 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 hết hơi sầm. Điều hòa hơi thở lại. Cảm nhận cơ thể nóng lên. Tập trung tâm trí hơn. Chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Nghe em nắm lòng bàn tay lên, khép các ngón tay lại. Bàn tay hơi cong, tạo thành hai ổ ức vào hai mắt. Mở mắt chớp chớp mắt. Mở tay ra nhìn theo tay. Vươn tay lên hít sâu vào. Hạ xuống thở sầm. Hít sâu vươn tay lên. Thở sầm. Hít sâu vươn dài cột sống, vươn dài đỉnh đầu lên. Giữ lại 5 4 3 2 1 thở sầm. Thẳng cổ về giữa, hít sâu nửa ra sau, thở sầm trở về giữa, hít sâu cúi xuống thở sầm. Về giữa, hít sâu ngửa ra sau, thở sầm. Hít sâu cúi xuống thở sầm. Giữ lại 5 4 3
Hai, cảm nhận sâu ở cổ. Một, hít sâu, ngửa ra sau, thở sầm. Lắng nghe cảm nhận sâu các đốt sóng cổ. Năm, bốn, ba, hai, một, trở về giữa, hít sâu. Nghiêng phải, thở sầm. Trở về, hít sâu. Nghiêng trái, thở sầm. Ấy sâu. Nghiêng phải, thở sầm. Ấy sâu. Nghiêng trái, thở sầm. Ấy sâu. Nghiêng phải, tay phải đặt lên thái dương bên trái. Đưa tay phải ra sau, úp vào hông bên. Đưa tay trái ra sau, úp vào hông bên phải. Cảm nhận căng cổ bên trái, thở ra giữ. Cảm nhận sau. 5, 4, 3, 2, thả lỏng cổ vai gáy. 1, trở về sau vào. Nghiêng trái, thở ra, đổi tay. Thẳng lưng. Cảm nhận căng cổ bên phải. Lắng nghe cảm nhận sau. 5, 4, 3, giữ lại là hít thở đều, không nín thở. 2, 1, trở về sau vào. Từ từ cúi xuống, nhìn xuống đầu gối phải, thở sạch. Đầu gối phải. Trở về sau. Nhìn xuống. Đầu gối trái, thở sầm. Lắng nghe cảm nhận sau, phía sau đối diện với lại đầu gối. Trở về sau. Cúi xuống đầu gối phải, thở sầm. Chỉ cúi đầu không có cúi người. Trở về sau. Thở sầm. Cảm nhận tập cổ. Trở về giữa, hít sâu. Tay phải đặt lên phía sau đầu. Từ từ cúi xuống, thở ra tay. Ép nhẹ phần đầu, cảm nhận cổ vai gáy đối diện với lại đầu gối phải. Cảm nhận sau. Tức là cái cổ xéo 45 độ á. 5, 4, 3, 2, 1, trở về sau vào. Đổi tay, tay trái đặt ra phía sau đầu. Từ từ kéo nhẹ đầu. Thở ra cảm nhận. Cổ vai gáy xéo 45 độ. 5, 4, 3, 2, một, trở về sau vào. Đây là cái bài tập cổ. Những người thoái hóa, thoát vị vấn đề, các vấn đề về cổ, mình cho tập kỹ cái bài này, tập chậm, tập kỹ. Và những người mà bị cổ nặng á, không cho xoay cổ, không cho xoay tròn. À, họ nói mà cổ họ gập, thoát vị, thoái hóa nặng rồi là không cho xoay tròn cổ. Còn cổ khỏe bình thường á thì mình mới cho xoay tròn. Từ từ cúi xuống và thở ra, xoay chậm chậm. Xoay chậm chậm á, có người ngồi lắc lia lắc lịa lắc lia lắc lịa cái cổ. Xoay cái biên độ rộng ra và xoay tròn đều hết các biên độ. Hít thở. Lắng nghe cảm nhận sâu. À, xoay đến cái góc nào mà nghe đau, xoay chậm lại, hướng ý thức vào và cảm nhận sâu chỗ đó để mình đưa khí và huyết đến nuôi dưỡng phục hồi lại. Kết hợp hơi thở thật sâu, thật đều.
Bài tập cổ mình tập luôn kết hợp bài tập mắt. Là lúc xoay ở hướng nào là đảo mắt nhìn theo hướng đó. Mở căng mắt ra để tập cho mắt linh hoạt. Xoay đổi chiều. Tập ở đâu đặt tâm trí mình ở đó. Tập tay, hai lưng bàn tay hướng vào nhau. Đưa tay phải qua đang chặt hít vào, kéo vào thở sầm. Trả về hít sâu, thở sầm. Vừa tập tay vai, nó tác động dài lên khớp vai, lên cổ luôn, hít sâu, thở sầm. Nè, cổ vai gáy luôn nè, tay vai cổ, Từ từ hạ xuống, trả về, đỡ tay, hít vào, thở sâu, trả về, hít vào, thở ra để cao lên, hít vào, thở ra. Tập ở đâu là đặt tâm trí vào cảm nhận sâu ở đó, thì mình mới dẫn khí huyết đến cái chỗ căng, chỗ cần tập. Hạ xuống, trả về, thả lỏng tay, dùng lực tay chống cạnh đầu gối, người mình hơi khom về trước, siết cơ bụng lại, nâng mông lên, hạ xuống, hai lên đó, cần lực là hô phải nhấn nhá lên, ba lên xuống, bốn lên xuống, năm siết cơ bụng nâng lên, năm bốn ba hai một hạ xuống, tháo chân ra, duỗi hai chân thả lỏng. Bài tập hồi nãy là bài cổ vai gáy, và đây là một cái bài đỉnh của cổ vai gáy nữa, để áp dụng cho những người mà cần trị liệu cổ vai gáy thì mình phải tập trung vào đi những cái bài tập nhẹ này, nhưng mà nó tác động rất là sâu. Xếp đổi chân lại, ngồi á, nhớ nghiêng qua phải trái để mình tìm cái xương ngồi cho nó vững vàng. Cái xương ngồi là hình bán cầu, nó nằm vững vàng thì mình mới vươn được dài cột sống lên, mới thẳng lưng được. Họ ngồi á mà họ không có đúng cái xương ngồi xuống, hay là cái cột sống họ không có thẳng lên được, cho nên là thường xếp chân xong là mình phải nghiêng phải trái ra, mình tìm tìm cái điểm để cho trụ chắc vững vàng, cột sống mình dài lên, đỉnh đầu vươn lên. Tất cả trước khi tập đều phải giữ cho lưng thẳng, cổ thẳng, vai mở, ngực căng, hai tay đan sau gáy, mở rộng khuỷu tay ra, ưỡn căng lồng ngực, nhưng mà đừng có võng thắt lưng mà đẩy cả người về trước. Nhiều người vậy đó, nhiều người á võng cái thắt lưng và đẩy cái xương sườn cao về phía trước, không phải, nó không có vô cái phần thắt lưng, mà mình chú trọng vào
từ lưng giữa, lưng trên và cổ vai gáy nha, chứ không có yểm hết người về phía trước vậy, mà giữ cái phần thắt lưng lại, mở khuỷu tay nè, mở vai nè, ưỡn ngực lên đó, chú trọng vào từ lưng giữa vươn dài lên lưng trên, rồi mở khuỷu tay căng vai ra và vươn dài cằm lên, vươn dài cằm kéo dài cổ lên, chứ không có võng cái thắt lưng hết về phía trước. Hít sâu vào, cảm nhận sâu đi, thở ra cong lưng ra sau, rút rốn xiết cái bụng lại, thở ra, tay mình đặt nhẹ và kéo nhẹ, kéo chậm chậm, lắng nghe cảm nhận sâu cái độ căng giãn của các đốt sống cổ, sống lưng trên, lưng giữa. Trở về, hít sâu vào, lắng nghe cảm nhận sâu cơ thể, rướn cái lồng ngực lên, khuỷu tay mở ra, vai mở ra và vươn cầm lên, kéo dài cổ lên, thở ra cong lưng ra sau và chiều ngược lại nè, đó hai chiều cột sống, thở ra, hít sâu vào, từ từ vươn cầm ưỡn ngực, mở khuỷu tay, mở vai, mở rộng khung xương sườn ra và mình hít sâu vào, không khí tràn đầy vào hai lá phổi, thở sầm, từ từ rút rốn về thắt lưng, bắt đầu cơ hoành ép lại, thở tống hết khí ra ngoài và kéo nhẹ cái phần cổ vai gáy, lắng nghe cảm nhận sâu. Lý thuyết là chỉ 1%, thực hành 99%. Mình muốn dạy tốt, mình phải thực hành và cảm nhận tốt, mình mới dạy tốt được. Hít sâu vào, mình không cảm nhận được thì làm sao hướng học viên cảm nhận được. Vươn cầm ưỡn ngực, mở khuỷu tay, mở vai ra giữ. Khi giữ lại là hít thở đều, không nín thở. 5, 4, lúc này cơ bụng là kéo cũng được, kéo căng lên, kéo căng lên và siết nhẹ cái cơ bụng lại, không có phồng bụng, không lõm bụng ra. 3, 2, 1, thở ra từ từ, thu rốn sâu vào thắt lưng, thu từ 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 từ, vừa thu rốn là vừa căng lưng từ 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 từ, và đặc biệt cái phần cổ vai gáy, lưng giữa, lưng trên. 5, 4, 3, 2, 1, trở lên, hít sâu vào. Vừa rồi mình tập hai chiều cột sống, bây giờ tập thêm hai chiều nữa là bốn chiều cột sống nè. Nghiêng phải, thở ra, mở, nhớ mở người ra nằm trên một mặt phẳng và nghiêng qua cũng ở trên một mặt phẳng, giống như hai bờ tường kẹp người mình lại, không gập cũng không đẩy người ra sau. Lên, hít sâu vào, mở căng khuỷu tay và nhớ cái phần thắt lưng. Nhiều học viên cứ đẩy cái phần thắt lưng về phía trước, xương sườn lồi lên về phía trước là không đúng nha. Chỉ mở căng ra lồng ngực ở đây và người nằm trên mặt phẳng, cứ tưởng tượng hai bờ tường kẹp mình ở giữa đó. Nghiêng người qua trái, thở sầm, nghiêng và cảm nhận đang kéo căng liên sườn phải, đó là tiếp tục hai chiều cột sống, đây gọi là khởi động bốn chiều cột sống. Lên, hít sâu vào, nghiêng qua phải, thở ra, tập mình phải lắng nghe cơ thể mình, xem mình có bị gồng ở đâu không. Nhiều khi mình gồng mà mình không để ý, mình đang gồng cổ, hoặc mình đang gồng vai, hoặc là mình đang gồng lưng, hoặc mình đang gồng cơ mặt đó, để ý và thả lỏng nó ra. Lên, hít sâu vào, nghiêng qua trái, thở ra, cho nên cái tâm trí, cái suy nghĩ của mình nó phải tập trung cao độ vào để cảm nhận bên trong cơ thể, nó không có rảnh để suy nghĩ ở đâu ngoài cơ thể mình hết á. Lên, hít sâu vào, nghiêng phải, thở ra, khuỷu tay mở, vai mở, ngực mở,
Từ từ thở, giữ lại, hít thở đều, 5 4 3. Học viên hay gặp nào cái lỗi nào, gập vai về phía trước vậy nè, hoặc là mở quá đà lên vậy cũng không đúng ha. Cho nên là cách tốt nhất là tưởng tượng người mình kẹp giữa hai bờ tường và nó không có cái khoảng không nào mà để gập về phía trước hay là lật ra phía sau như vậy hết á, nó bị kẹp lại ở giữa nè. Nâng lên, hít sâu vào, nghiêng qua trái, thở sàng đó, hướng dẫn mà cho trị liệu phục hồi là phải đi chậm, cảm nhận sâu, lắng nghe cơ thể thật sâu. 5 4 3 2. Chắc cơ bụng lại, không có phòng bụng ra. 1 lên, hít sâu vào đó, mình khởi động. Đó là 4 chiều cột sống, bây giờ là 6 chiều nè. Gập chéo khuỷu tay phải chạm vào đầu gối trái, thở sâm lên, hít sâu vào, gập chéo qua, thở sâm lên, hít sâu, thở sâm đi thật chậm, cảm nhận thật sâu hơi thở của mình kết hợp với sự chuyển động của cơ thể. Lên, hít sâu vào, thở sâm, không kéo rịch cái phần đầu phần cổ nè, cơ thể mình phải chuyển động từ từ cả người chứ không phải rịch cái đầu đi. Lên, hít sâu vào, thở sâm, cảm nhận sâu, mở cái khuỷu tay trái lên giữ, 5 4 3 2 1. Lên, hít sâu vào, thở sâm, 5 4 3. Mở khuỷu tay phải, 2 1. Lên, hít sâu vào, đặt hai tay lên vai, các ngón tay lên vai, từ từ xoay khuỷu tay về trước chạm vào nhau và xoay ra sau, thở sầm, nhớ thắt lưng giữ lại, chỉ vươn dài cột sống lên chứ không có đẩy cong về phía trước, xoay biên độ vai cho rộng ra, thả lỏng cổ vai gáy, xoay biên độ khớp vai rộng hết cỡ ra. 3. Kết hợp hít thở đều. 4. Năm. Xoay ngược lại, mở rộng ra và xoay về trước, khuỷu tay chạm nhau. 5 4. Ngồi thẳng lưng vươn dài, đỉnh đầu lên. 3 2 1. Thả lỏng xoay tròn cánh tay. 1 2. Tập ở đâu thì tâm trí đặt vào ở đó. 3 4 5. Xoay ngược lại, 5 4. Đó, mình tập cái gì là có ý thức chứ không phải tập ở trong vô thức nha, không phải vô thức mà giơ tay lên mà là ý của mình muốn nó như thế nào. 3 2 1. Thả lỏng ra, thả chân, vũ hai chân thả lỏng. Đó, vừa rồi là
Bài tập đỉnh của cổ vai gáy. Bài tập bò mèo là bài đỉnh của cột sống, của cột sống lưng, và nó Thôi cũng kéo dài. Sao cô em? dẫn bọn em tập mấy cái bài mà hỗ trợ cải thiện các cái khớp đầu gối, nhiều người cũng hay bị đau đầu gối mà. Đang đang hướng dẫn cho bà trị liệu cổ vai gáy cột sống lưng, tập trước bài này. Bài này là bài đỉnh của cột sống mà từ xương cụt, nó chuyển động từ xương cụt nè dài lên tới cổ vai gáy của mình luôn ha, toàn bộ cái cột sống. Gặp các vấn đề gì về cột sống đều tập cái bài này. Bài này là đỉnh cột sống chứ không phải là bài đỉnh yoga nha. Tôi nghe Dung nói là bài đỉnh của yoga, nhớ sai nha Dung. Có nhớ không? Có nhớ mình nói kề nói với lớp không? Các tư thế, các bài tập của yoga, người xưa quan niệm rằng nó là một liều thuốc lỗ thuốc bổ cho cơ thể. Tất cả bài nhẹ bài nặng gì nó cũng là một cái liều thuốc bổ cho cơ thể mình hết á, chứ không phải bài nặng á mới tốt, bài nhẹ không tốt. Không phải, tay chân là bốn góc vuông, cong lưng lên, rút rốn lên, thở ra lắng nghe cảm nhận sâu các cái đốt sống chuyển động. Hít sâu vào từ từ, chùng lưng, ưỡn ngực, vươn cầm. Cái này là kéo dài cột sống, kéo dài, mình vươn cầm kéo dài, xương cụt nâng lên kéo dài, cái chiều ngược lại. Thở ra, mình cũng kéo dài cột sống, cái chiều ngược lại. Thở ra, rút rốn lên, thở. Cuộn sâu cái cổ vào hai vai, mắt nhìn về rốn, lắng nghe cảm nhận độ căng giãn của cột sống cổ sống lưng. Hít sâu vào, thở ra. Thường chú trọng vô một cái chỗ nào đó, một vấn đề nào đó, cái gương mặt của mình hay căng, hay cau mày, hay nhăn trán, để ý và thả lỏng nó ra. Hít sâu vào, thở sầm. Hít sâu vào, mình đi từ 5 đến 8 lần. Thở sầm, hít sâu vào, lần cuối giữ lại ở chiều này nè. Giữ 5 4 3 2 1, thở sầm đó. Khi thở ra lần cuối để bắt đầu, mình chuyển thế khác, là nó phải lần cuối ở cái chiều trả lại này. 5 4 3 2 1, hít sâu vào đó. Mình mới chuyển lên rắn hổ mang, hay là tập tiếp ở cái cột sống ở đây. Bây giờ tôi muốn tập tiếp ở đây, tại vì mình đang chú trọng cải thiện phục hồi cột sống. Thì chùng lưng ở đây, hít sâu vào, mình sẽ ép qua bên trái, thở ra, ép qua trái thở, rồi xoay xoay tròn lên và xoay qua bên phải, xoay qua phải, hít sâu vào, rồi xoay từ từ, xoay tròn qua bên trái, thở ra, thở ra. Hít sâu vào, xoay tròn qua bên phải. Thở ra, xoay tròn qua bên trái, lắng nghe cảm nhận sâu.
Hít sâu, thở xanh, hít sâu, thở ra, mình xoay 5 lần rồi mình sẽ xoay ngược lại lần nữa. Hít sâu, thở xanh, xoay chậm 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 lắng nghe cơ xương khớp, rồi xoay ngược lại. Hít sâu vào, thở xanh, bốn, hít sâu, thở xanh, ba, hít sâu, thở xanh, hai, hít sâu, thở xanh, lần cuối, hít sâu, thở xanh. Từ từ lui về mông chạm gót, trán mũi chạm sàn ở tư thế em bé. Mình trường lên, cũng xoay từ trái lên và qua phải trở về ở tư thế con rắn bò. Lên nè, lân tay lên và hít sâu vào, xoay từ bên trái qua, lượn qua, qua bên phải, thở xăm, và kết thúc là lui về ở tư thế em bé. Hai, hít sâu vào, trường người lên từ trái lên, ép qua bên phải, rồi lui về, thở xăm như con rắn bò trường lên. Ba, hít sâu vào, xoay qua phải, thở xăm, lui về. Bốn, hít sâu vào, thở xăm, lần nữa. Năm, hít sâu vào, lui về, thở xăm. Đổi chiều lại nào. Năm, hít sâu, từ phải lên, rồi di chuyển qua bên trái và lui về, kết thúc, thở xăm. Bốn, hít sâu, lui về, thở xăm. Ba, hít sâu, lui về, thở xăm. Hai, hít sâu, thở xăm, lần cuối, hít sâu, lui về, thở xăm. Phải có sự chuyển động nhịp nhàng nha. Hít thở sâu ở đây, rồi lần tay và lượn cột sống lên rắn hổ mang. Lần tay lên nè, rồi trán mũi lần dưới sàn, trường dưới sàn, hít sâu vào lên. Tay mình trường lên vừa đủ là giữ lại để cho lượn cột sống lên, rồi chịu đầu gối xuống dưới sàn, nâng mông lên và ra, trán mũi ở dưới sàn, lui về, xiết cái bụng lại, lui về, thở sầm, hít sâu vào, lần 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 tay lên, rồi lượn cột sống lên, hít sâu vào, chịu đầu gối xuống nè, nâng mông lên, xiết cái bụng nè, nâng mông, xiết cái bụng và ra mặt mình xuống dưới sàn, trán mũi ra sát xuống dưới sàn, rồi mông mình kéo lui về, thở sàn.
Ba, hít sâu vào, dương lên. Siết mông đùi bụng bảo vệ thắt lưng, ưỡn ngực tới ngã lưng giữa, mở vai ra vươn cằm ngã lưng trên, thở ra rút rốn siết bụng lui về, thở ra. Bốn, hít sâu vào trường người lên. Thở ra, nâng mông siết cơ bụng và trán mũi thấp xuống sàn, mông kéo lui về, thở ra. Lần cuối, hít sâu vào trường người lên. Về vai ưỡn ngực chắc cơ bụng, cái vấn đề không phải là mình chống và ngã tới đâu, cao tới đâu, sâu tới đâu, mà cái vấn đề là mình suy nghĩ vào cơ thể của mình đang tập ở đâu, lắng nghe bên trong cơ thể. Thở ra, rút rốn siết cơ bụng lại và cuộn từng đốt sống về. Thở ra, mình điều khiển được cột sống tốt rồi, là mình tập trung tâm trí vào điều khiển cơ đáy chậu nữa. Rút cơ đáy chậu, siết cơ đáy chậu lên, rút lên, rút hậu môn lên, rút cơ đáy chậu, thu giống như nín tiểu, cảm giác giống như nín tiểu lại đó, để mình tập luôn cơ đáy chậu. Cuộn lưng lên, từ từ mông vẫn ngồi trên gót, chỗ này viên hay sai nè, học viên hay nâng cả người lên, nâng mông lên luôn, cái này là mông vẫn ngồi trên gót và cuộn từng đốt sống lưng lên, và thả lỏng hai cánh tay. Hai cánh tay mình giống như đang gắn nó vô, chứ nó không có gồng, không có gượng gì lên hết, cái đầu cũng y như vậy đó, cuộn lưng và cuộn cổ lên, đầu lên sau cùng. Rồi, ngồi xuống và duỗi chân về trước. Thẳng gót, dựng hai bàn chân lên, đó là mình cũng phải nghiêng người qua phải trái để tìm cái xương ngồi cho nó vững chãi dưới sàn, thì mình mới thẳng lưng vươn dài cái đỉnh đầu lên được. Còn ngồi không đúng á, xương ngồi là bị ngồi cong lưng, thụm lưng lại. Lưng thẳng, chân thẳng, mũi chân hướng lên và có xu hướng hướng về phía người của mình. Cái mũi chân á chưa gặp gì hết là đã thấy căng rồi, căng gân kheo, căng lưng. Vươn hai tay lên, hít sâu vào, muốn cho thông căng lưng, bắt đầu siết cơ bụng và ưỡn căng lồng ngực tới, đẩy mông ra phía sau, thở, bắt đầu ưỡn căng lồng ngực tới đi nào, đẩy mông ra phía sau, lắng nghe cảm nhận sau, thở, cái gót chì xuống dưới sàn, cái gót chì lại, đẩy mông ra phía sau chứ đừng bị trượt về phía trước, gót giữ ở đó, chì xuống dưới sàn, đẩy mông ra sau, còn người thì buông dài về phía trước, thở ra. Tiếp tục người rướn dài về phía trước, thở ra, thớt bụng lại, thở ra. Lúc nào ngực cũng đi trước, đi trước, tay mình đi sau cùng, tay và đầu đi sau cùng. Vươn tay ra, nâng lên, hít sâu vào, thoát vị, địa điểm là không, không rướn người như vậy, thở ra, trương tới, thở, trương tới, xiết cái bụng, thở ra, trương tới, xiết bụng, thở, đặt cái gót đứng bàn chân, vươn dài cột sống tới, ép lồng ngực, thở ra, ép lồng ngực thêm, duỗi lưng, đẩy mông ra sau, chì gót xuống,
dùng tâm trí của mình điều khiển cơ thể mình. Vươn tay ra nâng lên, hít sâu vào ba, thở ra trương tới, xích cái bụng lại, đẩy mông ra sau, hướng người về trước, ngửa căng giống như ai kéo mông mình ra phía sau và ai kéo tay kéo đầu dài về phía trước. Thở hai chiều đối kháng nhau, thở 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 thở, cuối cùng rồi mới hạ tay lên chân. Vươn tay ra nâng người lên, hít sâu vào, vươn dài đỉnh đầu, vươn dài cánh tay lên, lắng nghe cảm nhận sâu đi nào. Trương tới, thở ra đặt gót và đẩy mông ra phía sau, vươn dài đỉnh đầu, vươn dài hai tay kéo dài cột sống tới, xích cơ bụng lại, thở ra ép từ từ, vừa thở vừa gập, vừa thở vừa gập xuống. Lần cuối nào, vươn tay ra nâng người lên, hít sâu vào, trường dài tới, xiết bụng thở ra thẳng gối căng gót ra, thớp bụng thở ra, vươn dài đỉnh đầu tới nữa nào, xiết cơ bụng thở thở thở, vươn căng tay rồi cuối cùng rồi hết gập được nữa rồi thì tay mình mới nắm mũi chân và thả lỏng hai cánh tay. Thở ra, giữ ở đây, hít thở đều. Vươn tay ra, nâng người lên, hít sâu vào. Hạ tay xuống, thở ra. Nếu như bị các vấn đề về cuộc sống, thì gối mình lúc đó mới hơi co lại ở đây. Và người mình vươn lên đây và gập tới đây thời ha, giữ ở đây thời. Chứ còn mà cuộc sống bình thường, cơ thể bình thường nhưng chỉ bị cứng mà mình cứ tập á, co cái gối vậy thì gân kheo biết chừng nào cho nó giãn, nó căng ra. Mà nó không căng giãn ở gân kheo, khớp gối mình cũng không được mở căng giãn ra. Khí huyết nó sẽ không lưu thông tốt ở chỗ này, nó tắc nghẽn ở đây, nó sẽ bị đau. Khớp gối đau nhất ở đây ha, nó tắc nghẽn chỗ nào là nó sẽ đau nhất ở đó. Cho nên là chỉ bị cơ thể cơ địa cứng, không bị thoái hóa thắt lưng, không bị thoát vị cột sống thắt lưng, là cứ tập để kéo giãn người, kéo dài lên và chân mình cũng kéo giãn để càng ngày nó thẳng ra. Chứ nếu không mình không tập là càng ngày người mình nó co, nó rút gân, rút cơ, rút xương lại, nó sẽ thắt, càng ngày người mình nó lùn, nó thắt lại đó. Cho nên là cô hướng dẫn lúc nào cũng thẳng chân và trường lưng, thẳng lưng để gập, chứ không có co gối lại mà gập ha. Co gối gập là tập hoài luôn nó cũng như vậy đó, nó đâu có căng chỗ nào đâu. Nếu như giữ ở đây con thấy nó không có tập cái gì luôn nè, tụi em làm thử ở đây, nó không có nóng người, không căng giãn gì hết, không có vô chỗ nào hết. Mời đứng lên tập bà già mặt trăng. Già mặt trăng mình đứng ở giữa thảm và xoay mặt vào camera. Hiên Hiên, bà chào mặt trăng đứng khác với chào mặt trời và chỉnh cam lên đi. Đứng ở giữa thảm và xoay mặt vào camera. Bà chào mặt trăng này, nếu như đi học viên mà học kèm đi đâu mà không có thảm á, mình cho tập được, cho tập các bài tập đứng không cần thảm. Chân khép, tay chấp trước ngực, thở hết hơi ra, vươn tay lên, hít sâu vào. Mình chấp tay nè, mình cũng kẹp hai cái ngón tay lại nè, hai ngón tay cái nè, kẹp như nè nha. Vươn tay lên, hít sâu vào,
vươn dài đỉnh đầu lên, bóp tay mạnh vươn lên, không ngửa đầu hiên, không ngửa đầu, nghiêng người qua bên phải, thở ra, nhớ trụ từ thắt lưng đổ xuống, trụ lại từ thắt lưng đổ lên, nghiêng, nhớ là nghiêng cũng người mình giống như bờ tường, hai bờ tường kẹp lại ở giữa, không gập vai cũng không đẩy hông, nâng lên hít sâu vào, vươn dài tay và dài đỉnh đầu lên, rút rốn vào và nhớ không có đứng đứng võng, cái thắt lưng về trước, đẩy cái mông ra phía sau, nhớ nha, rút rốn vào, hướng xương cột xuống đó, hướng xương xương cột xuống nè, rút rốn vào, rồi nghiêng người qua trái, thở ra, không có đổ vai, không gập vai, cũng không có lật quá đà lên, giống như nãy cô có hướng dẫn rồi đó, nghiêng là để ý để chỉnh sửa học viên, chứ để bị gập vai hoặc là lật vai quá đà. Nâng lên hít sâu vào, từ từ kéo tay vai, ưỡn ngực lên, siết cơ bụng, đẩy nhẹ cái hông về trước, thở ra, ngã vừa, không ngã sâu để đau thắt lưng nha. Vươn dài đỉnh đầu nè, kéo tay vai, ưỡn căng lồng ngực, vươn cầm lên, siết cơ bụng, cơ mông, cơ đùi, bảo vệ thắt lưng, giữ ở đây. Nâng lên, hít sâu vào, nâng người lên, trở về đây, rồi mình mới nè, mở mũi chân, mở mũi chân là mở tay luôn nè, mở gót, mở mũi, mở gót, tay chân di chuyển cùng lúc với nhau, sao cho hai chân mình mở rộng ra gấp đôi vai, là tay mình đã hạ ngang vai ở đây. Hạ, nhớ di chuyển cùng lúc nè, mũi chân gót chân, mũi chân gót chân, mũi chân gót chân đó, tay chân di chuyển cùng lúc, khi khép là cũng chân khép tay khép, mà khi mở nè, mở mũi chân, mở gót, mở mũi, mở gót, mở mũi, mở gót đó, hai chân mình rộng gấp đôi vai là tay mình đã dang ngang rồi, gập người xuống, thở sàm, tay nắm cổ chân ép xuống thấp bụng lại, thở sàm, khuỷu tay mình gốc vuông, nắm cổ chân, khuỷu tay ở gốc vuông, thẳng lưng, duỗi cổ, siết cơ bụng lại, thở ra, gập sát vào, từ nè, thấy tay cô nè, hai tay ra cạnh đầu là hai tay cô vẽ cái nửa cái vòng tròn nè, đưa tay, hai tay mình đang nắm cổ chân, hai tay ra cạnh đầu và cô vẽ vòng tròn đi ra, nâng người lên, hít sâu vào, không, không phải vậy, nhìn nè, hai tay cô đang nắm cổ chân, cô nói hai tay ra cạnh đầu là hai tay cô duỗi ra hai bên nè, bắt đầu các cái ngón tay vẽ nửa vòng tròn ở đây, chấp lại và nâng người lên, hít sâu vào, chấp bàn tay lại, kẹp hai ngón tay cái nè, rồi nâng lên, mở mũi chân phải, mở mũi chân phải, xoay người qua phải. Mở mũi chân phải, xoay người qua phải, tấn gối phải xuống, vặn phải, thở sàn, tấn gối vặn, thở sàn, nhìn theo tay phải, thở sàn, lên hít sâu vào, thẳng gối lên, vươn tay lên, kéo căng tay vai ra khỏi đầu, ưỡn ngực, thở sàn, vươn cầm ưỡn ngực, kéo căng, không phải vậy, nhìn nhìn cô với Hiên kìa, Hiên bị đây nè, Hiên bị ở đây, không phải là đúng rồi, kéo nửa thân trên ra phía sau, học viên là hay bị lỗi vậy đó, yển cái xương sườn, cái ngực dài về phía trước, mình phải trụ từ thắt lưng trụ xuống và nửa thân trên, bắt đầu mình uốn cong và kéo ra phía sau, thở ra, ưỡn lên, nâng người lên, hít sâu vào, từ từ gập người xuống, thở ra, trường dài người, gập xuống chân phải, thở sầm, ép xuống thấp bụng, thở sầm, khi gập xuống hai tay đặt hai bên chân, hai tay, hai bàn tay đặt ở hai bên chân, rồi bụng ngực trán mũi gập lên chân, thở ra,
Khi nâng người lên, vươn tay ra cạnh đầu, chắp tay, nâng người lên, hít sâu vào, lên thẳng gối. Từ từ đóng mũi chân phải, mở mũi chân trái, xoay người qua bên trái, xoay người lại là vai ngang thông ngang luôn, kéo căng tay vai ngã ra sau, thở sầm, kéo căng ngã, thở sầm, nâng lên, hít sâu vào, tấm gối trái, vặn người xoay trái, thở sầm, vặn người xoay, nhìn theo tay, thở sầm, nâng người lên, hít sâu vào, trường người tới gập xuống, thở sầm, trường người duỗi lưng xếp cơ bụng, gập sâu, thở sầm, gập bụng ngực trán mũi chạm chân, hai tay đặt ở hai bên bàn chân, thở sầm, lên là duỗi tay ra cạnh đầu, chắp bàn tay lại, nâng người lên, hít sâu vào, từ từ xoay người về phía trước, mình xoay mũi chân đó, xoay gót chân đó, xoay cho hai mũi chân hướng về phía trước, tấn gối xuống, tay dang ngang, lòng bàn tay ngửa, thở sang, tấn gối xuống, hai tay dang ngang, xiết cơ bụng, thở ra, xiết bụng mông đùi, cho nên mở chân phải cho đúng thì nó mới vào, chứ có nhiều người sẽ mở bị sai cái đầu gối ở đây ha. Nâng lên, hít sâu vào, bắt đầu nè, đóng mũi khép gót, đóng mũi khép gót đó, di chuyển tay chân cùng lúc với nhau, chân khép tay chấp, trường người tới, thở sầm, rút rốn cúi xuống, con cò, thở sầm, ép sát vào cúi, thở ra, rút đỉnh đầu xuống, thở ra, từ hít sâu vào, ngẩng cổ duỗi lưng và nâng chân phải lên, tay dang ngang, thân song song với sàn, thân song song với sàn, tay dang ngang, thẳng lưng, xiết vào bụng, thở sầm, trụ chân ở trong tính, không ưỡn gối để bảo vệ khớp gối, hít sâu vào, cúi xuống, thở ra, hạ tay hạ chân xuống, cúi xuống, ép sâu, thở ra, hít sâu vào, ngẩng cổ duỗi lưng, nâng chân trái lên, hai tay dang ngang, duỗi dài người ra, chắp cơ bụng không thả lỏng, bụng xuống, chắp mông đùi bụng, thở, hít sâu vào, hạ tay chân xuống, cúi xuống, thở sầm, hít sâu vào, từ từ vươn tay ra cạnh đầu, chắp tay, nâng người lên. Rồi mình sẽ tập lần hai như vậy ha. Nghiêng người qua phải, thở ra, rút rốn, xiết bụng, thở ra. Khi nghiêng nè, sẽ có bị lỗi này nữa nè. Đẩy cái hông quá đà qua, đẩy cái hông quá đà qua. Trụ, nhớ là từ thắt lưng đổ xuống, trụ vững ở đó. Rồi từ thắt lưng đổ lên, kéo dài đỉnh đầu, kéo dài tay lên và nghiêng hông, thớp cái bụng lại, rút rốn vào, nghiêng thở ra, nghiêng vừa sức mình, nghiêng đúng thôi, đừng có cố nghiêng quá là nó bắt đầu cái cơ thể mình nó ẹo, nó uốn đủ chịu kiểu hết á. Nâng lên, hít sâu vào, rút rốn nha, hướng xương cột nha, rồi nghiêng qua bên trái, thở sang cái phần vai kéo thẳng ra, rút rốn, xiết cái bụng lại, thở sang, thả lỏng cơ mặt, mà hướng mặt mình, một là hướng nhìn lên, hai là nhìn thẳng về trước, ba là nhìn xuống tùy theo cấp độ. Nếu như cổ nhìn lên đau thì nhìn thẳng vẫn đau thì nhìn xuống, nâng lên, hít sâu vào, xiết cơ bụng lại, kéo tay vai ưỡn ngực, vươn cằm ngã ra sau, thở sầm,
Nâng lên, hít sâu vào. Mở tay, mở chân, mở tay, mở chân, mở tay, mở chân. À, khi mở ra, lòng bàn tay ngửa, trương tới gập xuống, thở ra tay nắm cổ chân. Chút đầu xuống, đẩy cao đỉnh mông lên, xiết cơ bụng lại, thở ra. Hai tay ra cạnh đầu. Đó, nhớ hai tay ra cạnh đầu là bắt đầu duỗi ra vẽ vòng tròn, nâng người lên, hít sâu vào, vẽ vòng tròn, chắp tay nâng lên, mở mũi chân phải là đồng thời xoay cái gót chân trái 45 độ theo. Mở mũi chân phải 90 độ, mũi chân trái 45 độ, tấn gối phải vặn phải, thở sang. Vặn người xoay, thở xiết hông xoay, thở ra. Chắc nè, bóp chân nè, bóp đùi, cơ mông, cơ bụng, kính tay, dang ra nhìn theo. Trở về nè, tay mình vẽ xuống dưới đây. Nâng người lên, hít sâu vào. Kéo căng tay, ưỡn ngực, hương cằm, ngã ra sau. Thở ra nhớ, kéo người ra sau hiên. Bắt đầu yểm yểm về trước kìa kìa. Nửa thân trên kéo ra sau. Ưỡn ngực, xiết mông đùi bụng, thở ra. Nâng người lên, hít sâu vào. Trả lưng trương tới, thở ra. Trương dài cột sống, xiết bụng, thở ra. Duỗi cổ, rút rốn, xiết cơ bụng lại, thở ra. Bụng ngực trán mũi chạm chân. Hít sâu vào, duỗi tay ra, chắp tay, nâng người lên, thẳng gối đi lên. Thẳng gối đi lên, từ từ đóng mũi chân phải, mở mũi chân trái. Lúc này chân trái 90 độ, chân phải 45 độ. Tấn gối trái vặn trái, thở ra. Vặn người xoay, nhìn theo tay, xiết cơ bụng, thở ra. Rồi tay nè, hạ xuống và vẽ đi lên. Hít sâu vào, thẳng gối. Kéo căng tay vai, ưỡn ngực, vươn cằm, ngã ra sau, thở ra. Đúng rồi, kéo căng từ từ, xiết mông đùi bụng, ưỡn ngực lên, nâng người lên, hít sâu vào, trương dài người tới gập xuống, thở ra, thẳng gối, xiết bụng, ép, thở ra, thớt bụng, ép sâu, thở ra. Duỗi hai tay ra cạnh đầu, dốc tay nâng người lên, hít sâu vào. Từ từ xoay người về phía trước, di chuyển hai chân nhịp nhàng với nhau. Tấn hai gối xuống, xiết cơ bụng tay dang ngang, thở ra. Nhớ rút rốn vào, hướng xương cột xuống. Chứ không có dãnh mông, ở đây mọi người hay bị dãnh cái mông, võng thắt lưng. Nhớ rút rốn vào, hướng xương cột xuống, điều khiển này. Rồi, tay dang ngang, thở ra. Thẳng lưng lên, xiết cơ bụng, cơ mông, cơ đùi. Hít vào, thu tay, thu chân, thu tay, thu chân. Đó, tập nhiều chỗ này vô. Trương người tới, cúi xuống, con cò thở sầm. Rút rốn, xiết bụng, thở sầm. Thả lỏng cổ, chút đầu xuống, ép sát vào, thở ra. Từ từ ngẩng cổ duỗi lưng, hít sâu vào, tay dang ngang, nâng chân phải lên, toàn thân song song với sàn, giữ chắc cơ bụng, hít thở đều. Hít sâu vào, từ từ cúi xuống, thở ra, ép sâu, thở ra. Hít sâu vào, ngẩng cổ duỗi lưng, tay dang ngang, nâng chân trái lên, thở sâu, duỗi thẳng thân song song với sàn, giữ lại là hít thở đều, cảm nhận sâu. Muốn giữ lại thì phải chắc cơ bắp chân, bắp đùi, cơ mông, cơ bụng, cơ lưng, cơ bắp tay. Cảm nhận chắc cơ lại, hít sâu vào, hạ tay chân cúi xuống, thở sầm.
hít sâu vào, vươn tay ra cạnh đầu, chắp tay nâng người lên, hà tay xuống trước ngực, thở sầm, hà tay mở chân mắt khép, hít sâu thở chậm rầm, hít sâu thở chậm điều hòa hơi thở, hít sâu thở chậm rầm. Bài chào mặt trăng cơ bản cổ điển đó.